Vâng, xin chào tất cả anh chị đã trở lại với Xe Đam Mê, có địa chỉ đối diện khách sạn Trường Thành, đường An Định, thành phố Hải Dương. Và số hotline để anh chị có thể tiện liên lạc đó là 0935 32 33 và 33. Vâng, hôm nay tôi sẽ mang tới tất cả các anh chị một siêu phẩm 12 tỷ. Nhưng ngày hôm nay nó chỉ có giá 1 tỷ đồng thôi. Siêu sang, siêu đẳng cấp, siêu hot, chỉ dành cho những ngôi sao và chủ tịch tập đoàn. Ngày xưa thì chúng ta chỉ làm trong tiềm thức ước mơ đó. Tại sao mà những dòng xe Mercedes đến từ nước Đức lại luôn luôn đi trước thị trường trên toàn thế giới từ 10 đến 20 năm? Những chiếc xe hơi trên toàn thế giới còn thai nghén chưa được ra đời, thì các bác thấy rồi, những dòng xe Đức, những cỗ xe tăng Đức đã được phát sinh ra để nó là cỗ máy chiến tranh đấy. Thì những dòng xe hơi thì nó phải là tuyệt vời, đúng không ạ? Chúng ta chỉ thai nghén, nhưng nó đã sản xuất và sản sinh ra rồi, nên nó đi trước thời đại rất là nhiều trên toàn thế giới. Vậy thì một siêu phẩm tại Xe Và Đam Mê hôm nay sẽ mang tới anh chị siêu đẹp. Và xe thì luôn luôn được cam kết không đâm xô, không thủy khí ngầm nước, và máy móc còn nguyên zin, siêu phẩm cực hot và hit. Vậy thì một siêu phẩm như này nó xứng tầm như nào ạ? Tôi phải người trực tiếp review cho anh chị để thấy được cái giá trị của chiếc xe nó hoàn hảo đến mức độ như nào. Thì cái này thì các bác có thể cần, thì nó quá nhiều chức năng thì chúng ta cần phải tham khảo thêm các bác nhé. Đó, vậy thì chúng ta cùng nhau đi vào trong một chiếc xe siêu phẩm, nó có xứng tầm là siêu phẩm hay không. Thì đầu tiên các bác cùng nhìn vào trong thôi thì cũng thấy rằng nó thực sự là một chiếc xe quá đẳng cấp và siêu đẹp, siêu mới, nhưng đặc biệt là siêu rẻ. Thay vì 12 tỷ đồng, các anh chị chỉ cần bỏ ra 1 tỷ đồng trong ngày hôm nay, các anh chị đã sở hữu được một mẫu xe siêu đẹp rồi. Đó. Đầu tiên chúng ta có thể nhìn cái bản tắp ni cánh cửa. Đấy, tất cả là nguyên zin nguyên bản. Cái này thì hoàn toàn nó là được bọc da và da mềm toàn bộ rồi, da cao cấp, và bao nhiêu năm thì nó vẫn còn như mới các bác nhé. Và đặc biệt dàn âm thanh rất nhiều loa, được trang bị loa Harman, Harman Kardon, một cái dòng loa mà dành cho những cái xe siêu sang để chúng ta trải nghiệm dành âm thanh phải nói hoàn hảo và tuyệt hay. Chỉ cần nhìn cái bản tâm đi cánh cửa thôi, nó được trang bị như thế này thì các bác đấy đã thấy rằng đây là một chiếc xe siêu sang rồi. Nó có tới 3 vị trí như ghế đó, và chỉnh ghế toàn bộ nhiều vị trí, nhiều hướng khác nhau, và có làm mát ghế vào mùa hè và sưởi ghế ấm vào mùa đông. Và đây là chốt khóa mở cửa, và đây là tất cả gương kính chỉnh điện, và toàn bộ là auto đấy. Và tất cả đây là chi tiết cổ gỗ cao cấp các bác này đấy. Và những cái phần viền của nó thì quá đẹp đó. Chúng ta cần nhìn như vậy thôi thì nó xứng đáng một, dù sao một chiếc xe lúc mới chúng ta đăng ký lăn bánh nó lên đến 12 tỷ đồng thì đương nhiên nó phải là một siêu phẩm tuyệt đẹp rồi. Và tất cả những sản phẩm Xe Và Đam Mê thì xin thưa cái tất cả anh chị là chúng tôi đã tuyển chọn một cách cực kỳ kỹ lưỡng. Cần nhìn cái vô lăng thôi cũng đã thấy yêu rồi. Rất nhiều các chức năng được tích hợp trên vô lăng đó, các bác nhé. Và chỉ là da và ốp gỗ, và nó là gỗ cực kỳ hiếm trên thế giới, không đơn thuần mà có một loại gỗ này bình thường đâu ạ. Đấy, đèn thì trang bị đèn auto, phanh tay thì đương nhiên là phanh tay điện tử các bác này. Có chế độ hạn chế tốc độ và ga tự động cruise control. Và đây nữa, đấy, xinh nhan, đúng không ạ? Và gạt mưa. Cái vô lăng này thì hoàn toàn được chỉnh điện các bác nhé, chỉnh điện. Và có gãy số vô lăng đấy, có gãy số vô lăng đó, các bác có thể nhìn màn hình cam lùi và mọi vấn đề thì ok. Và nó chỉ ok là chúng ta chỉ có mê thôi đấy. Tất cả từ cái sàn cũng được trau chuốt một cách tỉ mỉ, cực đẹp và cực sang đó. Và ghế là ghế da xịn sò theo xe. Đây là ghế da xịn sò theo xe các bác này. Wow. Và khi chúng ta vào cua thì cái sườn này nó sẽ tự phồng lên để nó đỡ cái sườn cho chúng ta, để chúng ta không bị nghiêng người hoặc không mất phương hướng. Đấy, cua về bên nào thì sườn nó sẽ tự khởi động để bóp sườn cho chúng ta, nó cực hay. Và ghế thì đục lỗ thông hơi thì để nó nằm mát và sưởi ấm các bác này đó. Và khi chúng ta bước vào bản trung tâm đây thì nó được trang bị những 3 chế độ chạy đấy, EM và S đấy. Và cái này thì là chúng ta lên rèm điện đằng sau nhé. Đó, ở đây thì có một cái điện thoại này. Và cái bản trung tâm đây thì đây, các bác nhìn này, siêu sang và siêu đẳng cấp, đấy, quá mới và quá đẹp. Đấy, cái này là điều hòa auto tự động 4 vùng độc lập.
Đấy, và ở giữa đây thì nó có một cái đồng hồ dành cho doanh nhân. Đấy, và ở dưới đây nữa thì chúng ta có một ổ 6 đĩa CD. Và đĩa DVD đều nghe tiếng và nghe xem hình được. Nhưng nó cực kỳ là hay. Và cái này hệ thống là lâng hạ gầm. Các bác này, cảnh báo cảm biến va chạm. Và chuyển chế độ comfort và sport. Đấy, nó quá ok. Và cửa sổ trời panorama toàn cảnh các chị nhé. Toàn cảnh phía trước và phía sau. Đó, nó tuyệt vời chưa? Đó, nó quá tuyệt vời chứ không phải là tuyệt vời đâu. Và chúng ta cần nhìn thôi đã mê hồn rồi. Vàng đã mê rồi. Siêu đẹp. Đấy, chạy chiếc xe này thì nó được treo khí nén lên thực sự. Đã hệ thống khung gầm bằng những cái chất liệu cao cấp để tăng cái tuổi thọ và sự ổn định của chiếc xe. Thì nó được treo khí nén nên nó cực kỳ là êm. Chúng ta cảm giác chúng ta như ngồi trên một quả bóng bay này. Nó chỉ hơi lăn tan lần vần thôi. Cực sướng luôn các bác ạ. Đây, và bản tắp ni cánh cửa phía sau. Đấy, cũng được trang bị những gì? Toàn bộ là chỉnh điện. Đó, các bác có thể nhìn giúp em nhé. Về độ đẹp. Đấy, mở ra thì đều có đèn soi. Đó, và ở đây thì là chi tiết da và vân gỗ. Đó, và ở đây thì nó là được chỉnh ghế nhiều hướng. Và cũng làm mát ghế và sửa ghế mùa đông. Tuyệt vời chưa? Đó, chỉ cần nói như vậy thôi thì đã thấy cái độ siêu sang của nó rồi, đúng không ạ? Và độ rộng rãi thì báo cáo với các bác thì các bác cứ nằm xoài ra trên chiếc xe này. Đấy, cũng không có chạm vào đâu cả. Đấy, đặc biệt là trang bị hai cái màn hình phía sau giải trí để các bác có thể xem hình và nghe tiếng. Đấy, ở đằng phía sau. Và điều hòa phía sau cũng là hai vùng, và hai vùng ở phía trước nữa thì nó là bốn vùng. Vâng, nó là bốn vùng. Đó, các bác có thể thấy nhé. Đây nè. Đấy, hai vùng phía sau, hai vùng phía trước là bốn vùng điều hòa. Được chưa ạ? Chúng ta có thể chỉnh được nhiệt độ, chỉnh được cái tốc độ gió, đấy, mọi vấn đề. Đó, nó tuyệt vời chưa? Và bản trung tâm này, hộp để cốc này. Đấy, bản trung tâm thì trong này còn một cái điều khiển để điều khiển cho hai cái màn hình phía sau và điều hòa các bác nhé. Nó cực kỳ là sang trọng và đẳng cấp luôn. Thì cái ghế này chúng ta có thể chỉnh được, nó đưa về hoàn toàn về phía trước để chúng ta ngả người nằm nghỉ ngơi. Đó, độc cái ghế này thôi. Và các bác có thể thấy cái độ siêu sang. Đấy, cửa sổ trời panorama toàn cảnh, cảm biến bốn quanh xe và đèn viền upline. Đi buổi tối thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Đó, đèn viền upline các bác nhé. Nó quá là hoàn hảo và tuyệt vời luôn. Đó. Đấy, các bác cần nhìn như thế này thôi đã thấy nó yêu và sang trọng đẳng cấp như nào rồi. Cầm lái chiếc xe này thì thực sự các bác lên một cái tầm đẳng cấp rồi. Cái này thì miễn phải bàn rồi, đúng không ạ? Cái giá trị của nó mang lại thì nó quá lớn. Nó quá lớn. Và cái độ sang trọng mà khi ngồi lên chiếc xe này thì các bác được du dương trên một ngôi biệt thự lên tới 12 tỷ đồng. Đấy, S500 cơ mà, có phải chuyện thường đâu. Và cái này có cảm biến cảnh báo va chạm là trước và sau, có nghĩa là bốn quanh xe các bác nhé. Và là 5 cửa hít chứ không phải là 4 cửa hít đâu. Cốp này cũng hít. Đó, cốp mở điện thì đương nhiên rồi. Đấy, cốp mở điện. Đó, nhưng nó là hít. Đấy, cũng hít luôn. Và cái cốp bên trong thì chúng ta cứ coi như nằm ngủ bên trong đi. Đấy, để thấy cái độ rộng rãi và siêu sang, siêu đẳng cấp của nó. Đấy, tất cả đây các bác này nhìn nè. Yêu chưa? Cốp này, cốp điện. Và cốp điện các bác cần ấn vào đây thôi. Và nó sẽ hít khi hạ xuống. Và lớp 2 là hít. Đó, hít ngay trong một lốt nhạc. Đó, bô nó là bô kép, tuyệt đẹp luôn các bác ạ. Và cái bản nốp thì các bác nhìn này, để tăng cái độ ma sát bám đường và ổn định chiếc xe thì cái bản nốp nó cực to luôn. Đó, cái bản nốp nó cực to luôn. Đấy, và la răng thì đây, full Maybach, 4 phanh đĩa hiệu suất cao dành cho những chiếc xe đẳng cấp. Đó, nó rất tuyệt vời. Và các bác có thể thấy là nó trang bị này, hai rèm bên cửa. Đấy, đây là rèm che nắng này. Và tất cả vật liệu và chất liệu của chiếc xe và độ mới của chiếc xe là nguyên zin nguyên bản mà nó mới như thế này. Đấy, thì các bác có thể thấy rằng cái giá trị của chiếc xe nó mang lại như thế nào ạ? Có tuyệt vời không ạ? Và chỉ một từ là quá tuyệt vời. Đấy, khi chúng ta ngồi đây, đấy, trải nghiệm một chiếc xe lăn tăn trên mặt đường êm ru và độ cách âm chống ồn phải nó đạt đến không nghe thêm một tiếng động gì bên ngoài, kể cả chiếc xe chạy bên cạnh. Đấy, nghe những cái dàn âm thanh của xe Mercedes thì nó cực kỳ là hay các bác ạ. Thì ở đây đều có gương này. Đấy, đều có gương nhé. Đấy, đều có gương soi. Đó. Và loa kể cả trên trần cũng có loa luôn. Đó, nó rất tuyệt vời luôn các bạn. Nhìn. Và
Các bạn nhìn phề chưa? Phề hết chỗ nói luôn. Không có gì để mà chê, mà lan tan. Quan trọng là chúng ta sở hữu ngay và luôn thôi. Đó, kể cả là rèm sau nhé. Đấy, rèm sau là chỉnh điện. Đây, rèm đây, rèm che nắng phía sau đây cũng là chỉnh điện nhé. Đấy, các bác có thể chỉnh điện bằng ở những cái lớp này. Đấy, đây là chỉnh cái rèm cửa lóc và đây là chỉnh rèm sau. Đó, sấy sưởi ghế. Wow, nói chung là rất nhiều. Cái chức năng thì nó vô cùng nhiều trên chiếc xe này. Để nó đảm bảo cái an toàn và những cái tính năng giải trí hoàn hảo nhất thì phải nói rằng xe này phải, chúng ta phải dành những cái thời gian để trải nghiệm. Đấy, những chiếc xe sang thì càng đi càng thấy nó hay. Mỗi ngày nó hay một tí. Đấy, nhưng chiếc xe bình dân thì chúng ta thì mỗi ngày phát hiện ra một cái dở. Nên cái này nó vô cùng cái tính năng hay như cái điện thoại iPhone ấy. Chúng ta mãi mãi là luôn luôn khám phá nó mà mỗi ngày thêm ra một cái vô cùng là hay và hữu ích. Đấy, loa thì trang bị khắp nơi rồi. Hàm an ca đông, tuyệt vời luôn. Đấy, ba vị trí như ghế, ghế toàn bộ chỉnh điện, sấy sưởi ghế, chốt khóa mở cửa, auto toàn bộ. Và đây cũng là cái những cái hộp để đồ, cũng sang, siêu xịn luôn. Đó, các bác có thể nhìn. Nguyên zin nguyên bản nhé các bác nhé. Đấy, nguyên zin nguyên bản mà các bác nhìn giúp em. Wow, quá đỉnh cao ạ. Chỉ nói là một từ, nó đỉnh cao. Mãi mãi là đẳng cấp. Người ta nói một từ là đẳng cấp là mãi mãi. Thì đây. Đấy, dù nó là lâm bao nhiêu thời đại nào đi chăng nữa, nhưng những chiếc xe đẳng cấp thì nó mãi mãi mang một cái thiên hướng đẳng cấp. Đó. Vậy thì khoang động cơ của chiếc xe nó mang lại cho chúng ta một cái điều gì? Thì xin mời các bác, bây giờ tôi đóng cửa. Đấy, 4 cửa hít nhé. Cái cửa hít này thì các bác chỉ giải nhẹ vào thôi. Tới tầm rồi. Tới tầm này, nó tự hít này. Đấy, nó tự hít nhé. Đấy, chứ chúng ta không cần phải đóng mạnh như các dòng xe khác đâu. Và bây giờ thì tôi sẽ đi đến khoang động cơ. Cái này là trang bị động cơ là 5.5. Vâng, 5.5. Đó, các bác thấy đẹp không ạ? Wow. Đấy, một chiếc xe lên đến chiều dài cơ sở là hơn 5 mét. Đấy, hơn 5 mét. Nó vô cùng rộng và đẳng cấp và đẹp. Các bạn nhìn mịn mà, không một nấc luôn. Vâng, thực sự là không một nấc luôn. Quá đẹp luôn ạ. Và trước khi đi phần gầm thì xin mời các bác trải nghiệm cỗ máy khoang động cơ máy V8 các bác nhé. Cực kỳ mạnh mẽ luôn. Và cỗ máy thì tôi cũng cứ đang để lỗ để các bác nghe cái độ êm của chiếc xe. Đấy. Và từ cái gioăng keo từng con ốc là nguyên zin nguyên bản các bác này. Đây, máy đang nổ đây nhé. Đó, máy đang nổ, các bác nhìn chưa ạ? Đấy. Siêu VIP và siêu zin. Đấy, từ trong khe kẽ trong sâu kia. Đó, các bác nhìn không ạ? Đây ạ. Đó, riêng cỗ máy các bác nhìn này. Đó, nó chất không ạ? Nguyên zin toàn bộ các bác nhé. Để các bác yên tâm. Từ trong sâu kia cả. Đó, nó rất tuyệt vời luôn. Chỉ cần như vậy thôi, chúng ta đã thấy rằng cái xe nó hoàn hảo cỡ nào rồi. Và một lát nữa các bác đi xuống phần gầm thì mới thấy rằng cái giá trị của chiếc xe mẹc nó lớn đến phần nào. Vâng, vậy thì phần phía ngoài nó sẽ như thế nào? Đương nhiên cảnh báo va chạm 4 lúc quanh xe rồi. Nó trang bị tới 2 đèn bi siêu sáng và thích ứng góc lái. Và giải đèn LED định vị ban ngày ở đây. Và cộng hưởng giải đèn phanh luôn các bác này. Và đây nữa, giải đèn LED định vị ban ngày và đèn bi siêu sáng là 2 bi. Đấy, 2 đèn bi. Đó, nó cho một ánh sáng phải nói là hoàn hảo cho những chiếc xe mẹt. Các bác có thể thấy ngay nhé. Thực sự nó quá tuyệt vời luôn. Đó, chúng ta ngồi ngắm, ngồi nhìn từ phía đầu thôi. Đã thấy nó hoàn hảo cỡ nào rồi các bác ạ. Vâng, một chiếc xe quá đẹp, không một tì vết dù là nhỏ nhất. Đó, vậy thì xin mời các bác có thể đi 4 lúc quanh xe. Cái này thì đương nhiên là có đèn tích hợp bao rẽ trên gương rồi. Nó vô cùng nhiều chức năng hoàn hảo để đảm bảo cái tính năng an toàn và sự trải nghiệm tuyệt vời. Đấy, cho chiếc mẹc S500. Đấy, cái này được sản xuất năm 2010. Đó, đẹp phê mê ly, không một nỗi nhỏ các bác nhé. Xe đẹp hoàn hảo luôn. Đó, vậy thì trước khi đi phần gầm thì tôi cho một cái giá cho các anh chị có thể tham khảo luôn nhé. Đấy,
một chiếc xe đẹp như thế này, S500 2010, đang được chào bán tại Xe và Đam Mê với giá là 1 tỷ đồng. Và 1 tỷ đồng thay vì chúng ta phải bỏ ra tới 12 tỷ đồng, được chưa ạ, để sở hữu và lăn bánh lúc mới. Như ngày hôm nay thì các bác chỉ cần bỏ ra chưa bằng 1 phần 10 chiếc xe. Đấy, các anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe nguyên zin nguyên bản mà đẹp như thế này rồi. Vậy thì giá trị hay không ạ? Vâng, quá giá trị, quá xứng đáng. Đương nhiên là chúng ta đi cầm lái chiếc Mercedes và bước xuống từ trước Mercedes thì đẳng cấp. Vâng, nó phải nói là nó ở trên mây xanh rồi, chứ nó không đơn thuần chỉ là một người bình thường hoặc một chiếc xe đơn giản nữa. Nó là một chiếc xe siêu sang, siêu đẳng cấp và siêu đắt đỏ xa xỉ. Đó. Vậy thì các bác làm muốn trải nghiệm cái sự đẳng cấp, trải nghiệm cái sự sung sướng, sự viên mãn khi chúng ta ngồi lên chiếc xe và cầm lái chiếc xe, thì hãy đến tại Xe và Đam Mê ngay và luôn, có địa chỉ tại đối diện khách sạn Trường Thành, đường An Định, thành phố Hải Dương, hoặc nhấc máy gọi ngay cho Phúc Video 0935 32 33 33. Đó các bác nhé. Đấy, siêu đẹp, vâng, siêu hiếm, và chỉ có Xe và Đam Mê mới có những siêu phẩm tuyển chọn chất lượng, hàng siêu tầm, tuyệt đẹp như thế này thôi ạ. Đó, các bác nhìn nào ạ, có đẹp không ạ? Vâng, có đẹp thì các bác nhớ thả tim, thả like và nhấn đăng ký kênh để sở hữu ngay những mẫu xe tại kênh Xe và Đam Mê. Vâng, tuyệt vời các bác nhé. Đó, quá ok, quá đẳng cấp và quá xa xỉ. Đó, vâng, cực kỳ tuyệt vời luôn. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin mời các bác đi phần gầm đi ạ. Vâng, và đây là phần gầm của chiếc Mercedes để các anh chị thấy được nó đẹp cỡ nào. Các bác có thể nhận thấy từ cái mép, vâng, nó có chuẩn men đến mức độ như thế này. À, từ bên ngoài. Và gầm thì nó hơi bẩn vì nó tiếp xúc mặt đường, đất cát. Và cái này thì 4 bánh đều được treo khi lén các bác nhé, giảm sóc khi lén, và những cái thanh răng cực kỳ to khỏe vững chãi để tạo lên cái sự chắc chắn và êm ái của chiếc xe. Cổ phanh hiệu suất cao cực kỳ là to để tăng độ bám ma sát. Và bên này nữa, đấy, các bác có thể nhìn luôn ạ. Đó, đây ạ. Đó, còn toàn bộ bô thì nó là thép không gỉ, đấy, lên mãi mãi là trắng sáng các bác nhé. Đấy, tất cả quá ok luôn. Các bác có thể nhìn thấy hệ thống gầm nó rất là tuyệt vời, và xe thì trang bị cầu sau là cầu đẩy thì nó vô cùng khỏe và mạnh mẽ. Đấy, với khối động cơ 5.5 nó quá khỏe rồi, cầu sau này. Đấy, đặc biệt là hệ thống càng cực kỳ to và hợp kim nhôm. Đấy, nó quá hoàn hảo, và cộng với treo khi nén và treo đa điểm. Đây ạ. Đấy, cực kỳ là tuyệt vời luôn các bác ạ. À, nhìn những cái càng này. Đấy, toàn vật liệu là không bao giờ rỉ đâu ạ, không bao giờ rỉ sét các bác nhé. Có hai bô phía sau đây ạ. Đây bô đây. Đấy, và cho các bác xem cái đầu ra xì chỗ này nó che. À, đây những cái rằng sau đây nó còn zin nguyên bản này. Đó, các bác có thể hợp kim nhôm nhé. À, chỗ này thì nó che khuất đi hết rồi. Đấy, nên các bác hết sức là yên tâm, Xe và Đam Mê bán hàng đều có cam kết. À, bao nguyên zin nguyên bản như phần đầu clip tôi đã nói rồi. Đó, các bác hết sức yên tâm để các bác hiểu rõ phần gầm nó còn chất như này. Phần gầm của xe Mercedes thì nó quá yên tâm rồi. Và cảm ơn các bác rất là nhiều. Nhớ thả tim, thả like và nhấn nút đăng ký ạ. Chúc các bác sức khỏe.